Xin chào bà con và anh em trên diễn đàn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ những video tiếp theo nói về ngành nuôi trồng hương nha. Có thời gian qua cũng hơi lâu rồi, mình bận bịu nhiều công việc cho nên cũng hơi gián đoạn, mong bà con thông cảm. Bà con và anh em thông cảm. Tại vì thời gian qua đó thì có rất nhiều bà con và anh em cùng các tỉnh điện về mình, cũng chia sẻ trao đổi về vấn đề con trồng hương á, mà nó tại sao mà các hộ đó nuôi bắt giống các trại tỉnh khác á, mình đem về, có người thì nói là chích đã chích ngừa, đã chích ngừa là 5 trong 1 con trồng hương, mà tại sao mà tôi về nuôi vẫn bị ỉa chảy ha, vẫn bị bệnh tiêu chảy. Bên hôm nay thì mình cũng xin trả lời luôn tất cả bà con và anh em trên cả nước nha, hiểu rằng con trồng hương, đặc biệt là con trồng hương, là mình không nên chích ngừa 5 trong 1, tại vì mình cũng lấy cái thuốc ngừa chó mèo heo gà vịt gì đó mình chích ngừa, thì mình xin nhắc lại là con trồng hương sức đề kháng cực kỳ mạnh ha, cực kỳ mạnh luôn, nó không có năm trong một cái những cái chứng bệnh của các loài vật khác ha. Nó không có bệnh đó đâu, những cái bệnh chó mèo á, heo gà vịt nó không có đâu, mình chích ngừa chỉ có đem cái mầm bệnh ủ bệnh cho nó thôi. Đặc biệt là nó chỉ có cái cầu trùng ha, mình xin chia sẻ vấn đề này. Xin bà con lưu ý rằng là cái cầu trùng á, là đặc biệt con trồng hương của mình á, là để không có thuốc ngừa và đồng thời cũng không có thuốc điều trị luôn. Trên thị trường là không có đâu, mình chỉ lấy nhờ của cái những con vật khác qua để chích nó thôi, rồi xịt vô miệng nó này kia nọ, nhưng mà vô tác dụng. Mình xin nhắc lại là vô tác dụng. Nếu mà con trồng gặp phải cầu trùng rồi, bà con cứ mua thuốc người hoặc là thuốc thú y á, là đem về trị chỉ có là phí công thôi, chứ không bao giờ mà hết bệnh đó. Mình xin lưu ý bà con điều đó, đừng có đem cái con vật của mình quá nhiều tiền ra để mình thử nghiệm như vậy, làm hao tổn tiền bạc của bà con và anh em. Mình cũng trả lời thẳng với bà con, trong thời gian vừa qua có rất nhiều cái cuộc điện thoại đến chia sẻ với mình những cái vui buồn trong cái ngành nghề của nghề chồn của mình á, thì bà con cứ nhấn mạnh vào vấn đề là nó ngoài mình mua giống á, thì mình đừng bao giờ để mà mua nhầm cái con chồn rừng ha. Đó, tại vì con trùng rừng thì mình nghĩ rằng chắc con trùng lớn mới có trùng rừng ha. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ như vậy là sai lầm, tại vì con trùng rừng vẫn có trùng ba bi nha, bà con lưu ý điều đó, bà con đừng bao giờ để nhầm lẫn điều đó. Con trùng rừng, trùng ba bi chưa mở mắt vẫn có trùng rừng, cho nên mình nghĩ chắc tròn trại đẻ ra rồi mình mua chắc an toàn. Nhưng mà mình có nhiều cái cuộc điện thoại để xin thuốc mình, thì thời gian qua thì mình cũng là vừa bào chế thuốc trị đặc trị cho con trồng hương mình, mà vừa phải đi gửi thuốc kể cả ở ngoài Bắc mà Bình Thuận đồ này kia nọ thì mình cũng gửi tới, nhưng mà gửi nó hơi lâu, vài bữa là mấy vài ngày mới tới được. Cho nên nếu mà con trồn mình mà vừa phát bệnh á, phát mà nó bị tiêu chảy, nó bỏ ăn á, là mình lấy thuốc của mình là tiêm liền thì nó sẽ hiệu quả tức thì ha. Ví dụ như bây giờ ngày nay nó bỏ ăn, là mình có thuốc sẵn rồi, là mình tiêm lên cái qua ngày sau nó ăn và nó tiêu là khô phân liền.
Còn nếu mà mình gửi thuốc ra đó, nếu 3-4 ngày mới đến đó, thì mình tiêm nó sẽ trễ, nó sẽ trễ thì hiệu quả nó không nhiều nha. Cái điều trị nó kéo dài, thường bà con phải lo lắng và cực nhọc đó. Cho nên mình xin nhắc lại là mình phải là có một cái thế thủ trước, có nghĩa là khi mình khởi nghiệp mình nuôi chồn thì đặc biệt là mình phải có thuốc của nó đó. Nếu mình trễ thì việc điều trị nó hơi kéo dài, nhưng mà nếu mà con trồn rừng thì mình không có trị được nha. Mình xin lưu ý là con trồn rừng nếu mua phải là mình không có trị được nha. Tại vì con trồn rừng thì ở ngoài rừng nó đã là nhiễm bệnh đủ thứ bệnh hết rồi. Rồi là mình không có trị được từ gốc tới ngọn. Thứ nhất là mình không có được sổ rải định kỳ. Rồi nó mang cái cầu trùng, là cái đó là mình không có trị được. Vì vậy cho nên thuốc mình là chỉ trị được cái loại chồn nhà thôi. Mong bà con cân nhắc điều đó. Và đặc biệt là thuốc mình là cung cấp miễn phí cho bà con và anh em trên tất cả miền đất nước của mình, chứ không có loại trừ người nào hết trơn á. Nhưng mình không có bán nha, mình không có bán thuốc, mình cung cấp miễn phí. Mà bà con khi mà mình nuôi khởi nghiệp nuôi chồn á thì mình nên cân nhắc là đừng bao giờ mua phải con trùn rừng ở đó nha. Chứ người giờ nói thì con trùn rừng này kia, rồi cái chích ngừa 5 trong 1 này kia nọ, chích vô làm cho nó thêm cái nặng bệnh thôi đó. Chứ mà luôn cả trùn nhà luôn mà chích ngừa 5 trong 1 là nó thiệt là vô hiệu quả. Cái con trùn mình là chỉ có cái thứ nhất là cái đường ruột, mình cũng lưu ý điều đó. Đường ruột nó yếu, mà đường ruột ở đây là con cầu trùng, bà con cân nhắc điều đó. Mà cứ trồn trồn nó bị phân đờm á, là mình cứ đem ra thú y mình hỏi cầu trùng, cái đem về xịt uống này kia chỉ có chết thôi, chứ không bao giờ trị được. Ngoài thuốc của mình ra nha, là không bao giờ trị được cái con cầu trùng ở con trồn hương. Mình xin nhấn mạnh điều đó, chứ đừng có nghĩ hoang mang nó đủ chứng bệnh hết. Cái con cầu trùng nó rất là cứng đầu, khi mà nó phát ra đó là mình phải chích liền cho nó. Nó đơn giản có một chứng bệnh đó thôi đó. Nếu bà con xử lý được điều đó thì mình nuôi đã thành công. Video của mình đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn gặp lại bà con và các em trên diễn đàn video lần sau. Xin thân ái chào bà con và anh em.